Vâng, quý vị thấy nào ạ? Cái tiếng nổ nghe rất là phê pha đúng không ạ? Vâng, cực kỳ phê pha quý vị nha. Đó là tiếng cối nổ rất là vang và rèn và độ trơn đến từ cặp bánh full carbon có nhãn hiệu là FFVKT, một cặp bánh rất nổi tiếng của Hà Lan quý vị nha. Vâng, Nguyễn Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người. Xin chào mừng quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long ạ. Vâng, cửa hàng của Nguyễn Long có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Số điện thoại là 0973126389 ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long chuyên bán và giới thiệu những sản phẩm đó là những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp loát các con mang thương hiệu rất nổi tiếng đến từ nước Italia, đó là chiếc Cuota, model là Karmann Evo quý vị nhá. Vâng, một model rất là cao cấp của hãng. Chiếc Cuota Karmann Evo này sở hữu cấu hình là full carbon quý vị nhá, bằng khung sườn carbon, cọc yên carbon cùng với lại cặp bánh cũng là full carbon của Hà Lan. Và thông số đo của chiếc Cuota này là dòng ngang là 52, dòng đứng là 45, tương đương size S, rất phù hợp với các quý vị có chiều cao từ 1m61-62 đến 1m72-73 là đi rất là đẹp quý vị nhá. Vâng, và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Cuota Karmann này để quay chi tiết hơn cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên Nguyễn Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để giới thiệu tổng thể chi tiết, quay đo chi tiết lại cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Này quý vị có thấy dòng ngang là 52 quý vị nhá, đo tâm. Còn dòng đứng là 45. Đó, quý vị đấy. Vâng, một tương đương với size S, size rất phù hợp với người Đông Nam Á mình. Đó, và rất phù hợp với các quý vị có chiều cao tầm từ 1m61-62 đến 1m72-73 đi rất đẹp quý vị nhá. Vâng, và như Nguyễn Long cũng đã trình bày ngay từ đầu video, Cuota là một thương hiệu rất nổi tiếng của Ý. Nó sẽ xếp xem với lại BNC quý vị nhá. Vâng, và model của chiếc Cuota này là Karmann Evo, một model rất là cao cấp bởi vì cái khung hình, cái cấu hình khung sườn là sản xuất là mang tính chất là theo hình thức là aero upright, tức là khung sườn là mang là khí động học quý vị nhá. Vâng, bản là nằm bẹt nằm dẹt. Nó giống như những cái chiếc Trek Madon hoặc là Scott, khí động học rất là cao, trong mà chúng ta chạy sự cản gió giảm đi xuống rất nhiều. Đó là cái model của Karmann Evo. Và đánh giá về độ mới của chiếc Cuota này thì nó còn là cực đẹp quý vị nhá. Vâng, phải độ mới nó phải tầm 92-93% đổ lên quý vị nhá. Khung sườn rất là đẹp và cái màu sắc sở hữu cái màu sắc rất là bắt mắt và nổi, đen đỏ trắng là chủ đạo và nước sơn cũng được phủ bóng thấy Italia đấy, cho nên là cái việc vệ sinh và lau chùi chiếc xe là rất chi là đơn giản và nhanh chóng quý nhá. Đó. Đây là phần đuôi càng sau, thật sự là chiếc xe là còn độ mới rất là cao quý nhá. Nói chung là cái những có rất ít các vết xước thôi, full carbon mono que đó quý thấy nhá. Vâng, một dòng carbon mà các cái thương hiệu của xe của Ý rất hay sử dụng, một dòng carbon rất cao cấp. Vâng, từ Bina Zero cho đến BNC. Đây là phía bên trái của chiếc sườn. Okay. Thật sự cái xe là người chủ người ta phối hợp với màu sắc là rất là bắt mắt ạ. Nòng cảm thấy cái nòng cũng rất thích. Vâng, đấy là cái quan điểm cá nhân thôi, nhưng mà cái nòng cũng rất thích cái màu sắc của chiếc xe này. Đó, cái đấy, carbon mono que. Vâng, logo của Cuota. Chiếc xe sở hữu hệ thống dây đi âm sườn rồi quý vị nhé. Và quý vị cũng có thể nhìn thấy từ những cái nút bọc đầu dây là tránh xước khung cũng đều là chính hãng của Cuota cả quý vị nhé. Phần khung sườn, phần càng đằng trước đó, như thế rất mới đúng không ạ. Và sau đây Nguyễn Long sẽ quay phần gầm chiếc xe cho quý vị xem đó, như thế. Thiết kế hình dạng aero đấy, cho nên là khung nó sẽ bẹt về chiều ngang quý vị nhé, và bảng rộng về chiều bề rộng. Đó quý vị đấy. Đó quý vị thấy đấy, made in Taiwan. Vâng. Khung sườn là sản xuất chính hãng quý vị nhá. Tem chính hãng của Cuota, mã khung, mã vạch, mã số khung. Đó, và quý vị có thể thấy cái phần khung sườn đằng dưới gầm đấy ạ. Nó còn rất mới đúng không ạ? Vâng. Rất đẹp quý vị nhá. Không có vết xước nào đáng chú ý cả. Vâng, chiếc xe còn rất đẹp quý vị nhá.
tem made in Taiwan. Đó, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của chiếc xe. Đó. Hoàn toàn là chất lượng rất cao quý vị nhá. Vâng, có một vết xước nhỏ nhỏ ở đây thôi. Đấy, quý vị thấy một vết xước rất bé xíu thôi. Không hề ảnh hưởng gì đến phần thẩm mỹ cũng chất lượng của xe nhiều cả. Vâng, tiếp đến là cái phần bộ phận dàn đầu ghi đông cọc yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông nhôm siêu nhẹ của Mốt, đều là của Ý đấy cả. Vâng, đó, và còn rất đẹp đúng không ạ, rất mới. À, cũng sở hữu cái tông màu là đen trắng đỏ. Vâng, rất là phù hợp với tông màu của xe. Chén cổ nó nguyên zin của Kubota. Đó, vị thấy mặt bích hốc bằng titan. Và có một cái điều thú vị rất là nhỏ nhỏ, đó là cái người chủ người ta cũng rất là cài, người ta kết hợp dây quấn một bên đen một bên đỏ. Vâng, rất là hay đúng không ạ, rất tổng hợp với lại đồng màu với lại màu của xe. Và miếng cao su bọc của tay nắp người ta cũng chuyển sang thành màu trắng, và nhưng mà vẫn là chính hãng của Shimano vậy nhá, chứ không phải là miếng cao su bọc của một thương hiệu khác đâu ạ, không phải hàng rẻ tiền đâu quý vị nhé. Đó, quý vị thấy vẫn là của Shimano. Tiếp đến là cọc yên, thì là cọc yên cũng là nguyên zin theo sườn, nó cũng là cọc yên chính hãng của Kubota và bằng carbon. Đó, và nó là hình dạng hình aero quý vị nhìn thấy rồi. Đó, trông rất chi là bề thế và chắc chắn, nhưng mà bản rẻ cho nên nó rất chi là khí động học quý vị nhá. Sở hữu một chữ yên phí dích của Italia. Đó. Và cũng là tông màu đỏ đen. À, rất phù hợp với tông màu của xe đúng không ạ? Và chữ yên còn rất mới. Đó, vì thấy không có sờn rách gì cả hai bên cả. Đẹp rất là êm. Đó. Vâng, khung sườn carbon, cọc yên carbon. À, dàn đầu ghi đông nhôm siêu nhẹ. Yên phí dích. Và như vậy tất cả độ mới tổng thể còn rất cao đúng không ạ? Quý vị vừa xem rồi. Còn rất mới. Tiếp đến là cái bộ chuyển động của chiếc xe. Chiếc xe đang sở hữu một bộ chuyển động cũng khá là cao cấp, đó là bộ chuyển động full Shimano Ultra 6800 quý vị nhé. Hai đĩa 11 nhịp cho ra 22 tốc độ. Vâng, sau đây là chi tiết của bộ chuyển động. Thì đây là tay nắp phía bên phải quý vị nhé. Vâng. Đó, thì cũng chỉ có một chút xước xíu nhỏ xíu ở đây thôi quý vị nhé. Vâng, còn không hề ảnh hưởng gì nhiều đến thẩm mỹ quý vị nhé. Vâng, còn tương đối là đẹp. Đó, quý vị thấy ạ. Đó, vì đây tương đối là mới quý vị nhé. Tay nắp phía bên phải, bên trái. Đó, vì đây cũng có một xước chút xíu ở đây thôi. Đó, quý vị thấy. Còn hình thức tổng thể cũng là tương đối là mới. Và cái độ xước thì nó không có nhiều. Đó, quý vị nhé. Ngắm phanh trước, muốn tiết ra. Vâng, phanh sau Ultera. Cùi níp Ultera 6800 cũng có xước một chút xíu đây thôi quý vị nhá. Vâng. Đó, xước một chút xíu nhỏ thôi. Và níp Ultera sở hữu thông số là 1125. Đó, và quý vị có thể nhìn được cái phần răng níp ạ, đúng không ạ? Mọi thứ là còn rất đẹp, rất vuông vức quý vị nhá. Rất sáng. Đó, rất sạch sẽ. Đó, chúng ta có sử dụng rất tốt nhá quý vị nhá. Vâng, sên Ultera 701 6 ăn Ultera Mỹ ra ban quý vị nhá. Giò dĩa Ultera. Và điều đặc biệt là người chủ người ta đã nâng cấp lên đĩa quy rinh, tức là đĩa méo đấy quý vị nhá. À, chạy rất chi là thích. Vâng. Cái đĩa này không rẻ tiền đâu quý vị nhá, đắt hơn đĩa của Ultera rất là nhiều. Đó, còn và trong trường hợp nếu quý vị nào thích trở về lại với đĩa Ultera thì Nguyễn Long cũng sẽ hỗ trợ đổi sang được. Vâng, cái này nó đơn giản thôi. Nguyễn Long sẽ, nếu quý vị nào muốn là Nguyễn Long sẽ đổi lại, còn nếu mà để nó chạy cái đĩa này sướng hơn đĩa Ultera rất nhiều. Và bản chất cái đĩa này đang là thông số là 52 quý nhá. Vâng, 52 răng. Đó. Chạy rất nhiều, người chủ người ta nâng cấp lên và cái độ chạy của người ta quý vị thấy đây. Đó, gần như người ta không dùng bao nhiêu cả. Đó, nên nó rất là mới. Đó, cùi đĩa Ultera. Đẹp neng keng quý nhá. Và quý vị nhìn phần giò dĩa là cũng không có vết xước nào đáng chú ý cả đúng không ạ? Đó, còn khá là đẹp. Và đây là độ co giãn của chiếc sên. Đó, quý thấy ạ. Rất ôm, rất khít đúng không ạ? Vâng. Đó. Cho nên là chúng ta còn sử dụng rất lâu dài quý vị nhá. Quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng, còn sử dụng rất tốt. Đó, cái đĩa méo ở đây quý vị có thể nhìn thấy. Đấy, nó là hình oval, hình elip. Đó. Nên cái khi chạy cái lực đạp của chúng ta thể hiện rất là tốt. Đó. Đây là phần phía sau giò dĩa. Đó, quý vị thấy. Cũng có sức một nhỏ một chút xíu thôi quý vị nhá. Đó. Sức nhỏ một chút xíu thôi. Đầu giò dĩa đấy, còn khá là mới. Chiếc xe đang sở hữu một cặp bê đăng
cá Shimano. Vâng, và có thể kết hợp đi với cả với giày phẳng quý vị nhá. Đó. Cặp pedal này cũng chỉ giá tầm độ 1 triệu đấy quý vị nhá. 800 đến 1 triệu đấy. Và khá là có giá trị ạ. Rồi dĩa phía bên trái. Đó. Rồi, khá đẹp quý vị ạ. Pedal Shimano. Vâng. Kế đến là cặp bánh. Vâng, thì ngay từ đầu video quý vị cũng đã được thưởng thức qua cái tiếng cối nổ và độ trớn của cặp bánh này rồi. Vâng, một cặp bánh rất nổi tiếng của Hà Lan. Đó là mang thương hiệu FFWD. Và cặp bánh này là bản 4cm quý vị nhá. Vâng. Đây quý vị thấy ạ, nó là F4R, bản 4cm. Và cặp bánh này là full carbon quý vị nhá. Và nó là vỏ tubula. Sở hữu các cái cam là cam dẹt. Đây thấy phần đùm của DT Swift. Đó. Vâng, chạy rất trớn quý vị nhá. Chạy bạc đạn đây quý vị nhá. Chạy bạc đạn và cam dẹt. Đó. Và quý vị thấy cặp bánh này còn rất đẹp. Đó, quý vị thấy cái độ mòn của nó là gần như là không có đáng bao nhiêu cả. Vâng. Nhìn vào độ mới của chiếc xe thì quý vị thấy là người chủ đã sử dụng rất ít rồi. Cho nên là cặp bánh còn rất là đẹp. Đây là đùm bánh trước. DT Swift 240. Vâng, một cái model rất là cao cấp của hãng. Quý vị thấy cái độ mới cặp bánh. Vâng, cặp bánh VKB này chạy rất là thích quý vị nhá. Đặc biệt là bản 4cm thì nó hạn chế được cái gió ngang xuống rất là nhiều. Hơn tối ưu hóa hơn cái bản 5 phân rất là nhiều quý vị nhá. Cam dẹt, các cam đều vẫn là còn nguyên zin, sơn xi còn rất đẹp. Không hề có hiện tượng bị bong chóc, rỉ sét gì cả quý vị nhá. Bánh chạy rất trớn ạ. Và cặp lốp thì là của Victoria. Và độ mới cũng còn rất là cao. Đó, quý vị nhìn thấy. Chúng ta vẫn còn sử dụng bình thường. Không hề có xuất hiện vết dạn chân chim quý vị nhá. Đó. Lốp sau thì là Continental Giro. Đó, quý vị thấy. Và đây là phần lưng của lốp đấy, quý vị thấy phần ta lông còn rất đẹp nhá quý vị ạ. Đó, chúng ta còn sử dụng rất lâu dài. Vâng, sau đây người Long sẽ test lại cái tiếng cối lổ và độ trớn của cặp bánh VKWD FFWD này cho quý vị xem lại mình kỹ một chút nữa. Vâng, phải nói tiếng nổ nó thực sự là giáp tai ạ. Khi chúng ta chạy trên đường thì thực sự là nó kêu rất là vang rèn quý vị nhá, rất là vang dội, kêu rất to. Vâng, tí bật bánh sau quý vị thấy. Rất đẹp, rất mới quý vị nhá. Vâng, tí bánh trước. Từ những cái lắp chân van cũng là tông màu đỏ quý vị nhá. Vâng, người chủ mới ra họ rất chi là kỹ tính trong vấn đề lựa phối tổng thể màu sắc. Vâng, kể đến là cái phần phụ kiện thì người chủ có để lại một chiếc cọng bình nước cũng là tông màu đỏ tươi. Vâng, một chiếc cọng bình nước dàn tê rất là đắt tiền đấy quý vị ạ. Tông màu rất là bắt mắt cùng với lại tông màu đỏ. Và cái túi treo cọc yên này thì là Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi. Vâng, để chúng ta đựng những cái phần dụng nhỏ chúng ta đạp đi xa, đạp được trường rất chi là thiết thực ạ. Vâng, như vậy là tổng thể vừa rồi là người ta đang giới thiệu rất tổng thể chi tiết đầy đủ về cái chiếc Kubota Thạc Mai Evo, sở hữu cấu hình là full carbon, vâng, có khung sườn carbon, cọc yên carbon, cùng với bộ chuyển động là full Ultegra 6008 và cặp bánh cũng là full carbon FFWD Tubona bản full carbon bản 4cm và chạy bạc đạn cối nổ. Và đặc biệt là cái độ mới của chiếc xe còn là rất là đẹp, rất là mới, phải tầm 92-93% trở lên. Vâng, quý vị đã xem chi tiết rồi. Thì là cái mức giá thành của người ta đang chào bán cho Kubota này thì ở mức là nó chỉ ngoài 40 triệu một xíu thôi quý vị nhá. Vâng, ít khá là nhỏ, vâng, ngoài 40 triệu một xíu thôi. Quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua hàng, mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với người Long qua số điện thoại 0973 126 389 ạ. Vâng, số điện thoại có kết nối cả với Zalo quý vị nhá. Và địa chỉ cửa hàng của người Long là ở Phú Dư, Bình Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Quý vị khách hàng nào ở gần thì có thể đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý vị ở xa thì Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe.
khi nhân viên bên bưu điện tới giao xe thì là quý khách hàng được đồng kiểm của nhân viên giao hàng bên bưu điện. Nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết trên toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là chiếc Toyota Karmann Evo này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị nhé. Vâng, nếu như quý khách hàng sẽ phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì quý vị cứ liên lạc lại cho Nguyễn Long, đóng gói gửi trả lại cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua online xe đạp bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Vâng, và kia là cái phần giấy tờ đấu giá chiếc xe thì là Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nhé. Vâng, và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc các Toyota Karmann Evo. Nguyễn Long xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người, hẹn gặp lại quý vị ở những cái video giới thiệu những chiếc xe đạp tiếp theo ạ. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.